ta chết rồi, mới ví dụ hiện tại đây. Rồi văn nó ngoài con rồi. Nằm lại kia chạy nè. Bóng quá trời luôn nha. Chàng ơi. Dính cái dây chàng rồi rửa nó đi xịt còn xịt nữa. Kìa mấy anh la dữ. Mấy anh ở bên đậu bằng đồ xe em không kêu trời. Chưa đâu mấy anh ơi, chài đó 8 chài rồi. Mấy anh nó chài chài một đi về luôn. Chào cả nhà mình nha. Hôm nay mình cũng tức tôi chạy cả nhà. Hôm nay tối buổi chạy buổi sáng lên cả nhà. Từ giờ đợi giờ ghe chạy sáng ghe chạy quá trời luôn. Không biết sao đây nữa. Hôm nay mình chạy được có 8 chạy cả nhà. Ghe chạy không biết sao luôn. Mấy ngày mình lo làm công việc cả nhà, không có thời gian rảnh đi quay clip cả nhà. Giờ mình thời gian rảnh này mà đi tranh thủ mình đi chạy cả nhà. Có cá đăng cái nhà xem vị trí cả nhà. Thấy hay hết cho một like đăng ký kênh nữa nha. Giờ chạy được bệnh cho chú Tấn à. Sáng sớm luôn mới có 5 giờ mấy. Rồi nó chạy nữa. Nghe cá nó kìa. Sáng kêu cá yên tĩnh lắm rồi. Mày xong kìa. Nó có đó. Chài đầu tiên ít quá cả nhà, mấy con cá vậy. Nãy chài đầu tiên được có 6-7 con cá vậy nè. Lý do là cái thủy sản tới chỗ chài cái ghe chở gạch chở đá nó chạy ngang. Có không anh? Dính đi chạy bụng súng rồi kìa. Ký cá vậy. Cũng đỡ mà. Giờ mình chạy động hết. Ừ. Cái xuồng ông đi đặt lú hồi nãy.
cái. Cá bự nữa hai con. Nãy anh bỏ hết chài đó cả nhà. Cái chài cái chỗ đó là cái chỗ là đỉnh đỉnh luôn á, cá là lúc nào cũng một chài 5-6 kg, 6-7 kg không. Mình cái ghe chở đá đậu ngay đó luôn. Nghỉ chài luôn. Coi. Lên tới chớp luôn, biết dưới vụi sao đây. Rồi văng ra ngoài con rồi. Tiếp theo anh nhớ quay mà dính cục đá vậy đó. Giờ nhớ quay mà nhiều khi cá dính nhiều không dám la nữa đó cả nhà. Có người ta vô mình la nhiều quá, người ta vô ta bình luận, người ta chửi mình nữa. Cả nhà xem cũng thông cảm đi. Nhiều khi mình là người trực tiếp đi chài mà mình còn thấy mấy người mình chạy xe không ra, chạy qua chạy lại đó. Tôi thấy cá nhiều quá, người ta còn kêu trời, người ta còn la làng nữa, không chi là mình. Thấy không anh? Mấy người có mấy ông chạy xe không ra đi qua, mấy ông còn kêu trời. Hả? Mày không quen tao chứ hai con trên kia nó quen rồi. Anh ở trên kênh 7 đó. Đi chài là cái bến nó chài giết mà hai con chó nó quen hơi, nó nghỉ sủa luôn. Rồi rồi vậy xong. Chài này cũng 2 kg mấy anh. Đó còn cá bự. Cá năng móng quá trời luôn chỗ này. Cái tì này cá năng móng quá trời luôn ha. Má lên tìm. Cầu lên tìm bận bận bận. Tới gốc kìa. Cái đống này xếp qua đây nè anh. Qua đây nè. Bên đây nè. Không có được xuống dưới kìa.
dính trà luôn rồi vậy anh. Cái mà kia lên tiệm đó cá nó nhảy ra dữ rồi. Kinh gì mà cá mấy anh bên kia mấy anh la dữ. Mình nói mấy anh la trời. Thấy cái thùng kia lại. Mấy anh ở bên tàu mang đồ xe em không kêu trời. Dạ. Chưa đâu mấy anh ơi, chài tới 8 chài rồi. Ảnh nó chài chài một đi về luôn. Dạ. Cá bự đó cô. Còn cá nhỏ ở đây thì lát đi bán cá chả cho người ta, mình bán liền luôn khỏi cần gọng. Dạ, gốc gừa cá lên ăn vậy. Chai hả? Không, lại kia chai nữa. Ở đây vậy à? Ở đây vậy. Chai một chai mẫu tâm luôn, đi hết rồi. Tí quay lại chai tiếp. Thấy nó có đầm đó anh, đó đó đó. Thấy không? Thấy không? Nãy mấy cái anh đậu xe du lịch ở bên đây đường mà mấy anh thấy mấy anh còn kêu trời. Không chi là mình người trong cuộc mình phấn khích. Đó, thấy nó còn đầm tới giờ luôn ha anh. Có không? Đó, đó, đó. Phóng bên chài luôn. Nó. Nó. Ghê không? Rồi, con nó lọt dưới rồi. Chàng ơi, dưới vụi chớ rồi. Cá chạy mấy chỗ cái cầu này cá bự nhiều anh ha. Vậy đó mà người ta vẫn là chơi con cá già đó, ăn con cá nhỏ hơn nữa. Nhỏ hơn cũng ngon. Ừ, kêu là cá rô già vậy đó mà. Con nào nấu quay vậy đó mà vẫn chơi.
trơn. Đi chơi hết rồi. Ngu luôn. Động. Nó chừng dính lưới nha. Thấy nó ăn móng dữ lắm luôn rồi. Sao em đu trời. Đó. Mặt trời lên này hai, đây mặt trời lên nè. Bữa nay dự báo sẽ là một ngày nắng nóng, trời trong xanh luôn. Cả ký cá nè. Chạy cuối luôn nha cả nhà. Hốc hổ chót coi. Chờ chút cho cái cọng lục bình nó trôi đi không chịu. Đây cầm dây cho đó đó. Chàng ơi kìa nó dính cái ấy chà rồi rửa nữa đi sình còn sình nữa. Bỏ lên đây đi rồi rồi gỡ cái cây trà đó ra. Có con cái này đạp xuống. Quá trời cái trì này, cái trại này trắng hết trơn luôn nè. Thì kia nó động hết trơn, nó chạy. Nó chịu thôi chứ sao, xuồng ghe nó chạy đi làm mà. Cá này nóng lạnh không? Bao con ký cá đó anh ha. Cái chùm lục bình vô đó nữa. Ghê không?
Tây, chỗ cái nhà bà thuốc Tây đó anh thấy không? Không có ông nội đó, ông đậu ghe ngay đó luôn. Mình để ý là không khi nào mình chài hết được chứ anh. Lúc nào cũng phải bị mắc một chài hai chài vậy. Xe tới anh ơi. Xe lưng à. Kéo cái chài nó vô cho tôi chạy. Lùm miếng cá bự hãy chứ đi, để em thôi nó dính đất rồi nó tuột nhớ kìa, cần cá đang cái cục gạch đó kìa. À, trời cái chài này luôn cả nhóc chân nè. Thôi với được trước thì ít. Ừ. Động thì khi đừng động cũng có cá gì thì cũng động chứ. Nó ghê không? Mấy cá nó thả vô chả hết luôn hả? Hốc được chài cuối, được 3-4 kg cá. Chài cuối này là do là nó chưa có động nè anh không? Động hơi lâu rồi. Con nó nãy không thảy vô cái thùng. Cá nó bự chứ bộ. Thành quả đi chài cả nhà, buổi sáng sớm có 2 giờ chồng. Cái này cá bự này nha. Cái này cá chả. Anh chồng hai cái luôn hả? Ừ, 2 thùng 2 kg. 2 thùng 2 kg. À, chồng mình đi rồi để trừ lại 2 cái thùng. Cá chả không mà có 9 kg rồi đó nha. Đảo chưa hết nước cái đó đi. Đó là cá bự 13 kg, là còn là 11 kg. À, 1 kg với là cá bự 2 kg phải không? À, tại cá chả nãy 9 kg trừ 2 cái thùng 2 kg là còn là 11 kg. Cá bự nó cũng có, không có được nhiêu. Cái này chưa có rửa này. Cái giọng đâu? Cái giọng mình nói rồi. Cá bự ra. Nay được coi nè. Nên cá bự ở nhà này có nghe cho nó tỉnh tỉnh là đang mình gọng. Chắc chừng 2 kg hồi nãy mình căng rồi 2 kg. Rồi, em xin kết thúc clip ở đây cả nhà ơi. Hẹn cả nhà ở những clip tiếp theo nha. Cả nhà xem video thấy hay cho em xin một like, một đăng ký và một lượt chia sẻ kênh nha. Xem video nhớ xem quảng cáo ủng hộ em nha cả nhà.